Đã có tài tiếp chúng đầu lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiện chung đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài, nay đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca khàng, bởi nhờ thọ thực sâm nan mạng trường, xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Hai giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhục Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính đảnh lễ dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tôn đức Nhục Quỳnh, xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Hai giá cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Hai giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Và Nhật Quỳnh kính chào Vinh Kinh, kính chào Tầm Quý, mến chào Thi Lâm, mến chào Thiền Vũ, kính chào Karuna, mến chào Sidnerman, kính chào Anh Học Pháp, mến chào Thích Duyên, kính chào, mến chào Quỳnh Giang, Nhật Hà, mến chào Kim Nhung, mến chào Trang Thư, kính chào Mây Biết, mến chào Sích Trần Đạo. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Quỳnh Kinh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Quỳnh? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, nghe, dạ, Nhật Quỳnh. Nãy giờ Nhật Quỳnh trước khi tụng kinh, Nhật Quỳnh coi cái bài học á, coi tới coi lui không biết, mà hồi sáng thì Nhật Quỳnh nghỉ học ở lớp học của Thá Thâm Má nên không có gặp được Quỳnh, không biết có gì thay đổi có gì không, Nhật Quỳnh cũng không biết nha. Coi như từng rồi mình học như vậy là đã hết cái bài học đó chưa, Nhật Quỳnh cứ suy nghĩ hoài nên Nhật Quỳnh cũng không thấy Quỳnh học lại bài cũ hả? Dạ, nên rất là lo. Dạ, vậy thì tốt quá rồi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Quỳnh Kinh đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp học duy diệu pháp được an vui tiến hóa. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh. Dạ, Nam mô Bích Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, kính lễ Sư Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Xin chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha? Ok. Rồi, tuần rồi chúng ta học hết phần cõi vui dục giới. Kỳ này chúng ta sẽ đi vào cõi sắc giới. Thì vẫn đọc lại cái bài về cõi ha. Đọc Bali là bài cõi như thế. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tam tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho saṅghaṃ namāmi samma sambuddhamattula sasattham maganuttamam apivadiyapasesang apikhammattasang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng
gì chưa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Hại. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần về cảnh giới, cũng chắc cũng khoảng vài tuần nữa là hết ha, vài kỳ nữa là chắc hết. Rồi để bước vào chương trình học thì mời tất cả quý vị quan hệ là cùng nhà đọc Pali để chúng ta nắm bắt được cái tổng thể của cái bài học hôm nay. Sa thú kính cảm ơn Vinh rất là nhiều. Bây giờ như Vinh xin thay mặt đạo tràng kính mời vị nào xung phong đi sắp hàng đi quý vị để ôn bài đi. Hôm nay thì chị Metta không biết có vào đạo tràng được không, như Vinh chưa rõ. Nhưng mà trước mắt là chị từ sớm tới giờ chợ chưa có chị vào đạo tràng rồi. Mỗi lần có chị thì chị đã xung phong. Bây giờ có Vinh Giang Nhật Hà nè, Vinh có thể nhiều năm chi khí xung phong không? Rồi quý vị sắp hàng đi để thầy kinh là thầy kinh mời hoài thì mất thời gian cũng tội nghiệp cho thầy. Rồi xa thú mời huynh nha. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin đại lễ sư trí đức, kính chào thầy kinh, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài hôm nay Phù mi cõi tát tha apa ya phù mi kamasugati phù mi ruba vachara phù mi aruba vachara phù mi jati chatasso phù mi yo nama tasu nirayo tirajana yoni betitvisayo Asurakayo jati abaya bhumi chatupitha hoti. Con xin hết, xin mời vị kế tiếp. Còn nữa. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha thum mahara chika ta watim sa yama tusita nimma narati paranim mita was sawati jati Kà Masugati Pumi Sattavitha Hoti Sabanayam Eka Dasavitha Bi Kà Ma Vachara Pumi Chewa Sankhang Gacchati. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Con đã đọc bài xong, con xin mời quý vị tham gia. Con xin xuống mic. Alo ạ. Cảm ơn chị, cảm ơn Thiện Vũ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Phù mi cõi tát tha a bà gia phù mi cà ma su ga ti phù mi rù bà wa cha ra phù mi a rù bà Vachara phù mi cha ti cha ta so phù mi yo na ma ta sunira yo ti ra cha na yo ni pe ti wi sa yo asuraka yo
Chà ti a bà gia phù mi cha túc bi thà hồ ti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh giới bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú bàng xanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum mahara chi ka ta wa tim sa ya ma tu si ta nim ma narati para nim mita wa sa wa ti cha ti ka masugati fu misat Tawitha hồ ti sa pa na yam e ka da sa vi tha bi ka ma wa cha ra phu mic che wa sang khang gách cha ti. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mic. Thân mời Thiện Vũ lên ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bớt bài. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý Chư Tăng. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào thầy Kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài học ngày hôm nay ạ. Phù mí cõi áp thá áp thá giá phù mí ca má xú giá tí phù mí rù phà vá chá rá phù mí á rù phà vá chá rá phù mí chà tí chá tát xô phù mí vô nà má tà xú mí rá vô tí vách chà ná vô mí hết tí ví xá vô á sú á ca vô cha tí á pa giá phù mí chá túc bí tha hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú bàng xanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Má nút tà trà tùm má hà và trí cà tà vá tìm xà già mà tú xí nìm mà nhá rá tí phá rá nìm ní tá vá xá bát tì trà tí cà má xú gá tí phù mí sát tá ví thà hồ thí xà phá nà dằng ê cà bá xá ví thà thí cà mà bá chá rá phù mít chề vá thành thằng gác chá tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên vương, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con gặp sai, con xin thầy chửi cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mạ Giá, Nam mô Sẵn Khả Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Thượng Chư Tôn Đức Tăng, kính chào thầy Kinh, kính chào quý anh chị đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh, chị Dữ và Kim Ngân cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin trả bài. Phu mí cõi tát thá áp bà giá phù mí cà má su gá tí phù mí rù bà quá chá rá phù mí á rù bà quá chá rá phù mí chà tí cha ta sô bồ mi dô nà má ta sô mi ra dô thi đắc cha na dô mi bét ti vi sa dô
Asura Kayo Jati Abaya Bhumi Chatupita Hoti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: thứ nhất cảnh bất hạnh, thứ hai cảnh khổ phúc của dục giới, thứ ba cảnh sắc giới, thứ bốn cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú và sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa Chattum Mahara Chika Tà Quá Tìm Sà Già Mà Tu Si Tà Niềm Mà Na Ra Tí Bà Ra Niềm Mít Tá Quá Sá Quá Tì Chà Tí Cà Mà Su Ra Tí Phù Mí Sát Tá Vi Thà Hồ Tí Sà Bà Nà Dằn Hề Cà Tá Sá Vi Thà Bí Cà Mà Quá Chá Ra Phù Mí Chề Quá Sang Khang Gắt Cha Tí. Cảnh hộ phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha quá tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này họ thành dục giới. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã đọc bốt bài ạ. Mời xuất hiện từ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ Thầy Kinh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, Thiên Vũ, Sít Hồng Kim Nhung và Sít Trần Đạo cho mình từ biết đã âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài hôm nay ạ. Dạ. Phu mí cõi tất thá a ba giá phu mí ca má su gá tí phu mí rù bà quá chá ra phu mí a rù bà quá cha ra phù mí cha tí cha ta sô phù mí dô na má ta su ni ra dô tí rắc cha na dô ní bét tí vi sa dô a su ra ca dô cha tí a bà gia phù mí cha tức bi thà hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn sanh; cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Anusa cha tùm ma ha ra chi ca ta wa tim sa ya ma tu si ta nim ma ba ra ti ba ra nim mi ta wa sa wa ti cha ti ka ma su ga ti phu mi sắc ta vi tha hồ ti sa ba na yang e ka đa sa vi thà bí cà mà quá cha ra phù mít chề quá sân thằng gắt cha tí. Cảnh hộ phúc của dục giới là có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh quá lạc thiên, cảnh tha hóa từ tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, Đinh Tư đã đọc bài xong. Dạ, Đinh Tư xin kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Đinh Tư xin mời đạo tràng lên đọc bài tiếp và Nam Mô Bích Tha giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con nguyện như con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính lễ thầy kinh và con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Phù mỹ cõi. Tát tha á bà giá phù mỹ, cà ma su ga tí phù mỹ, rù bà quá chá ra phù mỹ. A ru bà quá chá ra phù mi chà ti chá tá sô phù mi yô nà má tà su ni ra yô ti rách chà na yô ni bét ti vi sa yô a su ra cà yô chà ti á bà giá phù mi chá túc bí thà hồ tí. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa cha tum maha rai chi ka ta quá tình sa ya ma tu si ta nim ma na ra ti pa ra nim mi ta wa sa wa ti cha ti ka ma su ga ti phu mi sat ta vi tha ho ti sa Bà nà dàng ê kà đá sá quý thà bí kà mà quá chá rá phù mít ê quá sành khẳng gắt chá tí. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh già ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ con đã đọc xong, con xin kính tri ân cô Nhật Quỳnh boss bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, mình chào cho Nguyễn Như vào đạo tràng Nguyên Trang. Dạ, kính mời quý vị đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. À. Alo, Nguyên Trang có nghe được không? Châu Nguyễn có nghe được không? Dạ. Thôi thì Nhật Quỳnh xin trả bài trước nha, để mình không mất thời gian. Dạ, Nhật Quỳnh xin trả bài học ngày hôm nay ạ. Phù mỹ cõi tát tha áp ba cha phù mỹ ca ma su ga ti phù mỹ rù ba quá cha ra phù mỹ a rù ba quá cha ra phù mỹ cha ti cha ta sơ phù mỹ giờ na ma ta su ni ra giờ ti ra cha na giờ ni bát ti vi sa giờ a su ca giờ cha ti áp ba cha phù mi cha tu bi thà hồ ti bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ, địa ngục, cảnh thú, bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa chattum mahara chika ta quá tìm sa ya ma tu si ta niệm ma na ra ti ba ra niệm mít a na wa ra niệm Mita wa sa wa ti cha ti ka ma su ga ti phu mi sa ta vi tha ho ti sa ba na yang e ka da sa vi tha bi ka ma wa cha ra phu mi che wa san khang kat cha ti.
Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đau sức đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, Như Quỳnh kính mời. Dạ, Châu Nguyễn Ân Hoàng tỉnh táo chưa? Uống cà phê gì chưa? Rửa mặt chưa? Dạ, Như Quỳnh nói theo lời Ngài Tri Đức. Dạ, Sa Thú. Mời bàn tay Châu Nguyễn nha. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Bà. Nam Mô Sang Khe. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính lãnh lễ sư Trí Đức. Con kính chào thầy, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, con cảm ơn sư Thiên Vũ Minh Giang đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài ạ. Phù mí a tha a ba ya phù mí ca ma su ga ti phù mí ru ba wa cha ra phù mí Aruba Vajra Phumi Chati Chata So Phumi Yonama Ta Sunira Yo Tira Chana Yoni Eti Visayo Asura Kayo Chati Abaya Phumi Chattupi Tha Ho Ti. Bốn cảnh giới sinh tồn là: một, cảnh bất hạnh; hai, cảnh hữu phúc của dục giới; ba, cảnh sắc giới; bốn, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ, địa ngục; cảnh thú, bàn sanh; cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa Chatam Maha Rajika Tawatimsa Yama Tusita Nimma Narati Paranim Mitawa Sawati Jatika Masugati Fumi Sattavitha Hoti Sabana Yam Eka Dasavitha Pika Ma Vajara Fumi Che Vasan Khangat Jati. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là: cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài, con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cho phép Nhật Quỳnh điểm danh nha. Nhật Quỳnh điểm danh lần này không vị nào đưa tay thì Nhật Quỳnh thỉnh Quỳnh kinh lên nha Quỳnh kinh. Quý vị có đồng tâm và tất cả quý vị trong đạo tràng bữa nay có cái nick mới là mày biết nhà có cầm mic được không thì kính mời ạ. Đúng rồi, coi chừng khóa sổ luôn. Giờ Nguyên Trang nghe được chưa? Thấy Nguyên Trang chạy ra chạy vào, Nguyên Trang nghe được chưa? Đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên trả bài đi, không ấy Nhật Quỳnh khóa sổ luôn. Rồi mời Nguyên Trang nha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, con kính lãnh lễ Chư Tăng Đức Tôn Ni, và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và dạ, kính chào thầy Kinh. Dạ. Ông mọi người đọc hết hả cô? Dạ. À, dạ con xin đọc bài ạ. Phu mi cõi Tát tha áp bà gia phù mi
ka masugati pumi ruba wacara pumi aruba wacara pumi jati jataso pumi yo nama tasuni krayo tiraja nayo nip beti wisayo asura Asurakayo chati apaya fumi chatupitha hoti. Bốn cảnh giới sinh tồn là cảnh bất hạnh, cảnh hữu phúc của dục giới, cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới. Trong bốn cảnh giới sinh tồn này, cảnh bất hạnh có bốn là cảnh khổ địa ngục, cảnh thú bàn sanh, cảnh ngạ quỷ và cảnh Atula. Manusa chatum maharajika tawatim sayama tusita nimma naratip baramin titawas titawasawati jatika masugati fumisat tawitha hoti sabana yang eka dasawitha pikama wacara fumitje wasangkhang gacchati. Cảnh hữu phúc của dục giới có bảy là cảnh người, cảnh tứ đại thiên, cảnh tam thập tam thiên, cảnh dạ ma thiên, cảnh đấu xuất đà thiên, cảnh hóa lạc thiên, cảnh tha hóa tự tại thiên. 11 cảnh sinh tồn này hợp thành dục giới. Xong hả cô? Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic ạ. Sa thú kính cảm ơn Nguyên Trang, chắc là Sisterman, Sích Duyên, phổ biển gì xong cầm mít được rồi, không thấy tín hiệu gì hết. Và cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Châu Nguyễn, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nam Mô Bích Hai giá, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng. Và kính thỉnh mời Huynh Kinh đăng đàn để học bài học ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh cũng mong Châu Nguyễn vớt bài cho đạo tràng để mà viết kịp. Dạ. Một lần nữa Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính mời Huynh ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khai. Sa thú. Tuần này chúng ta bước qua một bài mới về cõi sắc giới. Đúng ra là mình phải đọc qua ly bài cõi sắc giới. Chúng ta nghĩ là cô Nhật Quỳnh có bài đó, mình quên mất luôn, quên kiểm lại. Mà cô Nhật Quỳnh hôm nay cô không sáng, cô không có nhắc, rồi cũng không để ý. Bài đó nhưng từ xa, đó là từ xa mình đọc. Cũng xa hôm nay học cũng chút thôi, từ xa mình đọc ba bài mới, ba ly bài mới. Cái này cũng tội, tại cô Nhật Quỳnh không chịu nhắc, tôi quên. Mình chốt học, không nhắc luôn, không tiêu. Thì tưởng là cô Nhật Quỳnh có đủ rồi chứ, có đủ bài hết, ai giờ không có. Có chỉ tới cõi dục giới, 11 cõi dục giới thôi, cõi sắc giới chưa có, cõi vô sắc cũng chưa có nữa. Rồi, không sao, từ từ, không gấp gì hết. Đọc bài cũ lại càng tốt, càng biết được thêm nhiều ha. Rồi, bây giờ mình bước vô một cái lĩnh vực mới. Những cái tháng tuần trước thì chúng ta đã đi cái cảnh thuộc về dục, cảnh giới liên hệ với dục. Tức là bốn cõi khổ, cõi người và sáu cõi trời dục giới. Sau khi chúng ta đi qua những cái cõi đó, chúng ta mới biết rằng trên thế giới này không có đơn giản chỉ có cõi người, cõi thú không, mà nó còn có rất là nhiều cảnh giới mà chúng ta
chưa được biết đến, chúng ta chưa từng trải nghiệm qua trong cái đời sống hiện tại. Mình học được xong mình mới thấy rằng thế giới này rất là khủng khiếp ha, có rất nhiều cảnh giới mà được hình thành lên một cách rất là ngoạn mục, rất là độc đáo, nhất là những cõi trời, những cái cung điện ngọc ngà châu báu luôn. Mình nói mình nghe tưởng là giống như chuyện thần thoại á, giống như chuyện của mấy chị phim tàu tiên hay gì á, tại tiên là thánh đi lên cõi này cõi kia. Mình học rồi mới thấy có thiệt chứ không có. Đó là cái sự tất cả những cõi được hình thành do nghiệp, do phước của chúng sanh nó phát sinh. Bây giờ chúng ta đi lên một cõi cao nữa, lên chưa hết, tức là tới mới có dục giới mà chưa hết, thì mình lên tới cõi mới nữa, cõi này còn khó lên nữa. Mình lên một cõi khác nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vô cõi sắc giới, rù bá quá chá phù mí. Có chữ chưa? Có bì vậy thôi. Cõi sắc giới. Rù bá quá chá phù mí. Cõi sắc giới. Tôi mới biết nó thấy nha. Thực sự những cái cõi này như theo như lời của Đức Thế Tôn dạy, Đức Phật dạy thì chúng ta cũng có mặt hết rồi đó, cõi nào mình cũng có, đi lên đi xuống vòng vòng vòng, tại vì mình thông minh quá, mình trí tuệ quá, trí nhớ mình tốt quá, mình không nhớ được gì hết, đi xong đã quên hết, chả biết đâu là đâu. Rồi cõi sắc rồi ba qua cho nó phù mí. Rồi cái chữ phù mí, chúng ta ghi chữ phù mí ra riêng đi. Phù mí nó sức nguyên từ căn phu, từ căn phu, chữ phù mí, phù mí sức nguyên từ căn phu. Nguyên từ căn phu có nghĩa là nơi có chúng sanh sinh sống. Cái chữ phu đó, căn phu là nơi có chúng sanh sinh sống, có những cái nơi mà không có chúng sanh sinh sống, có những cái nơi nó không có, còn có những cái nơi nó có, thì cái chữ phu này căn là nơi có chúng sanh sinh sống. Rồi xuống dòng mình ghi chữ rù bá. Rù bá hai chấm là sắc giới. Rù bá hai chấm là sắc giới. Rồi, á quá chá rá, á quá chá rá, cái gì thường hiện hữu, cái gì thường hiện hữu, lui tới, có mặt, có nghĩa là á quá chá rá, cái gì thường hiện hữu, lui tới, có mặt. Rồi, ha. Tức là mình có cái chữ phu rồi, ha, là nơi có chúng sanh sinh sống, ha, rùa bá là sắc giới, ha, á quá chá rá là cái gì thường hiện hữu lui tới có mặt. Rồi bây giờ mình ráp luôn nguyên cái cây câu vô, nguyên chữ vô, rùa bá quá chá rá phù mí, ráp nguyên cái đó vô, rùa bá quá chá rá phù mí, nơi mà các vị phạm thiên sắc giới nương trú sinh sống, nơi mà các vị phạm thiên sắc giới nương trú sinh sống. Đó,
đúng rồi đó. Tức là ráp nguyên cái chữ vô thì chúng ta sẽ có một cái ý nghĩa là cái chỗ, cái nơi mà các vị phạm thiên sắc giới nương trú và sinh sống. Nghe không rõ hả? Quý vị có nghe không? Alo. Alo, có ai nghe rõ không? Rõ hả? Mà chắc cái của cô thư ký lộn xộn rồi. Chào chị xếp. Rồi thì như vậy chúng ta có cái từ ngữ của cái chữ ru bá quá chá bá phù mí, nó mang một ý nghĩa là một cái chỗ, một cái nơi chốn, một cái trú xứ mà những vị phạm thiên sắc giới nương ra đó để mà sinh sống, để mà hoạt động nương trú đó ha. Thì vậy chúng ta có ru bá quá chá bá phù mí là nơi các phạm thiên sắc giới nương trú sinh sống. Nghe rõ không? Đúng rồi. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Cô thư ký tiếp tục được chưa? Được rồi, không? Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Trú xứ của các vị chứng thiền sắc giới tái sanh về. Trú xứ của các vị chứng thiền sắc giới tái sanh về. Trú xứ của các vị chứng thiền sắc giới tái sanh về. Tức là ý nói cái trú xứ này là cái chỗ mà của cho những vị mà chứng đắc thiền sắc giới, chứng đắc thì không bị hoại thiền, sau khi chết sẽ được tái sanh về cái cõi này, là được gọi là cõi sắc giới. Thì như vậy trú xứ của các vị chứng thiền sắc giới tái sanh về chính là cõi sắc giới này. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, nơi chốn để các tâm quả sắc giới sanh về, nơi chốn để các tâm quả sắc giới sanh về. Sanh lên đi cho nó hay, sanh về là có rồi, mình phải sanh lên đi. Nơi chốn để các tâm quả sắc giới sanh lên. Tức là cái cõi sắc giới là cái nơi, cái chỗ để cho tâm quả sắc giới. Tức là tâm quả sắc giới làm phận sự tục sinh ở cõi sắc giới. Thì như vậy tâm quả sắc giới sẽ sanh lên ở cái nơi nơi trú xứ này, nơi cái chỗ này. Thì như vậy nơi chốn để các tâm quả sắc giới sanh lên, chúng ta phải được hiểu là chính là khi mà một người tu tập về thiền chỉ và đắc thiền sắc giới, thì khi mà tử thì tâm quả sắc giới nó sẽ sanh lên, nó phát sanh ở cõi sắc giới này để làm một vị phạm thiên sắc giới. Thì như vậy cõi sắc giới chính là nơi chốn để các tâm quả sắc giới sanh lên, được không? Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, cõi phạm thiên hữu sắc, cõi phạm thiên hữu sắc. Tức là ý chúng ta biết là cõi sắc giới này là cõi của những vị phạm thiên có sắc pháp, tức là có sắc. Tại vì phạm thiên có hai cảnh giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Bây giờ cõi sắc giới này là cõi của những vị phạm thiên hữu sắc, tức là có sắc. Nhưng mà biết rõ ràng ha, không làm lẫn giữa cõi sắc giới với cõi vô sắc giới ha. Thì là hai cái kia là phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới. Thì về cõi sắc giới là cõi của phạm thiên hữu sắc. Rồi cái phạm thiên từ chữ Brahma, viết chữ Brahma ra nha, biết chưa đó? Brahma, Bra có chữ hát á, Bra có chữ hát về má, Brahma. Đúng rồi, xà thấu chính xác không? Chị hát cái này sao, chứ phải hát cái trước. Nguyên như sao rồi? Brahma, Brahma đúng rồi đó, Brahma.
là vị có đức tánh hay pháp tánh cao, là vị có đức tánh hay pháp tánh cao. Vậy ưu việt là vị có đức tánh hay pháp tánh cao. Vậy ưu việt. Vậy được gọi là Phạm Thiên, là vị có đức tánh cao hay pháp tánh cao. Ưu việt được gọi là Phạm Thiên, tức là những vị mà có được những cái bản, những cái đức tánh, những cái sự tu tập mà cao, cao hơn những cái cõi dục giới đó. Thì như vậy những vị có đức tánh cao này thì ưu việt siêu thắng này thì được gọi là những vị Phạm Thiên, là kêu là những vị Phạm Thiên. Rồi đó là chúng ta định nghĩa về sơ lược về những ý nghĩa của cái từ rù bá quá chắc rác phù mí ha, một số vấn đề để liên tới đó. Rồi xuống dòng chúng ta ghi cái chữ chữ in lớn ha. Luận về cõi sắc giới. Rồi chúng ta luận về cõi sắc giới. Luận về cõi sắc giới. Rồi đúng rồi. Có 16 cõi chia làm 4 nhóm theo các tầng thiền. Có 16 cõi chia làm 4 nhóm theo các tầng thiền. Tức là bây giờ có cõi sắc giới này được biết là có 16 cõi mà được chia thành 4 nhóm theo các tầng thiền. Rồi xuống dòng nhóm thứ nhất, hai chấm, cõi sơ thiền. Nhóm thứ nhất, hai chấm, cõi sơ thiền. Dòng có ba, tức là cõi mà những vị đắc sơ thiền thì được biết là có ba, có ba cõi. Rồi quý vị có thấy không ạ? Alo, có đọc được không? Được ha, ok, good. Rồi bây giờ cõi sơ thiền ta cho mình biết là có ba, một là cõi phạm chúng thiên, cõi phạm chúng thiên, Pramabharisacchaphumi, là phạm chúng thiên. Thứ hai là cõi phạm phụ thiên, Pramaburohitaphumi, cõi phạm phụ thiên. Và thứ ba là cõi đại phạm thiên, Mahapramaphumi, cõi phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Rồi, cái gì tách ra xuống từng cái, tách xuống từng cái cho nó gọn ha. Tức là về cõi sơ thiền thì cho chúng ta biết là có ba, là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Có ba cái. Vì chết kịp không? Alo, chết kịp không? Từ từ ha. Thì phần trước cái cõi sơ thiền cho chúng ta thấy là có ba ra ba cõi như vậy: phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Ba cái này gom chung lại kêu là cõi sơ thiền ha, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, gom chung lại gọi là cõi sơ thiền ha. Rồi bây giờ mình đi xuống chi tiết từng cõi nè. Bây giờ số 1 lớn, cõi phạm chúng thiên, Pramabharisacchaphumi,
cha phù mi ra ma ba ri sát cha phù mi copy lại cho quý vị. Thấy không quý vị? Đọc được không? Hello. Rồi ha, ok. Rồi giờ tách ra từng phần nha. Barisatifa, Barisatifa Hòa bằng Baritcha. Tức là các vị thiên thuộc hàng độ chúng không có khả năng hay quyền lực đặc biệt. À, là cái thứ nhất. À, từ cái Bali này cho chúng ta biết là ở cõi phạm chúng thiên là Barisatifa Hòa Ba Rích Cha bằng là vậy ha. Và các vị phạm thiên đó thuộc hạng đồ chúng không có khả năng hay có quyền lực đặc biệt gì hết. Là vậy đó. Là câu Bali thứ nhất. Rồi, cái thứ hai là Brahma Năng Ba Rích Sách Cha thì bằng chữ Brahma Ba Rích Sách Cha. Cái thứ hai là phạm chúng thiên đồ chúng hay là tùy tùng của đại phạm thiên. Phạm chúng thiên, đồ chúng hay tùy tùng của đại phạm thiên. Được chưa? Phật phách được chưa? Rồi, như vậy là cõi phạm chúng thiên có cho biết là nó đó là cái cõi mà thuộc về những vị thiên, những vị phạm thiên thuộc về hạng quần chúng, giống như mình giờ mình sống trong cái thế giới là người thì mình thuộc về hạng quần chúng. À, thì phạm chúng thiên này thuộc về hạng là đồ chúng hay là quần chúng mà không có một cái khả năng hay quyền lực gì đặc biệt. À, nó không phải như là những vị tướng, như quan hay là tổng thống hay không, mình không có những cái quyền hạn đặc biệt đó, quyền đó thì được gọi là phạm chúng thiên hay là những cái đồ chúng mà tùy tùng cho những vị đại phạm thiên. À, là những người mà dân chúng tùy tùng cho phạm thiên thì như vậy gọi là cõi phạm chúng thiên. À, do từ cái Bali cho chúng ta biết một cách rõ ràng như vậy ha. Rồi B, B lớn ha. Cõi phạm phụ thiên. Ramaburo Hitafumi. Ramaburo Hitafumi. Rồi, thứ hai này là copy lên là thấy không? Rồi, thấy không? Ok, good quá. Này good nè, lỡ mất thời giờ không? Burohita là cố vấn. À, cái chữ Burohita là cố vấn, là chức vị, là những người dẫn dắt, chỉ dẫn trong mọi công việc. À, tức là vị phạm phụ thiên này là vị có một cái quyền lực, một cái quyền lực cao hơn vị phạm chúng thiên. Và những người này là những người có dẫn dắt, chỉ dẫn cho những phạm chúng thiên làm những công việc này người kia, giống như mấy ông quan ha. À, đó là chức vụ chỉ dẫn, hướng dắt, dẫn dắt trong mọi công việc. Hoặc là từ cái chữ Pramaburohita này là hạng phạm thiên làm cố vấn cho đại phạm thiên, hay được gọi là phạm phụ thiên. Tức là giống như những vị mà quan, rồi những vị mà tướng lãnh này kia, hoặc là những thủ tướng này kia, mà làm cố vấn cho ông vua là phạm thiên. Thì như vậy cái cõi phạm phụ thiên được mang ý nghĩa là người cố vấn cho một vị là đại phạm thiên. Đó là cõi B. Rồi C là cõi đại phạm thiên. C đại phạm thiên. Chậm lại ha. À, tao nói đi. Dạ, gọi đại phạm thiên. C
xe chứ, xe xe ba cũng được ha, tùy ra lúc đầu ghi, nó đâu ghi là một ba, vậy là ba đúng rồi, hai là phẩm phụ thiên, ba là đại phẩm thiên, là Mahanto Brahma bằng Maha Brahma là đại phẩm thiên, tức là vị phạm đại phẩm thiên là vị phạm thiên tối thắng hơn hai loại phạm thiên trên, à, là vị giống như là vua ha. À, ông vua gọi trời sơ thiền á, vị đại phạm thiên rất kịp chưa. Rồi, đại phạm thiên có ba hạng là chấm. Đại phạm thiên có ba hạng là một, đại phạm thiên có hào quang phát ra xa 1000 chắc cái hòa lá, vị danh là Sahasrama. Đó là đại phạm thiên có hào quang như vậy ha. Số 1. Số 2. Gấp đôi lên ha. Số 2 là vị đại phạm thiên có cái hào quang phát ra 2000 chắc cái hòa lá. Ba, à, tức là chúng ta có ba hạng phạm thiên như vậy ha, ba hạng vị đại phạm thiên, tức là vị phạm thiên có hào quang phát ra xa khoảng 1000 chắc cái hòa lá, tức là ta dịch nên chắc hòa lá là vũ trụ, tức là tính cái độ xa theo vũ trụ, tức là không gian hư không rồi này kia nọ, tức là mình cũng không cần biết chính xác là như thế nào, cứ biết như vậy thôi ha. Rồi cái đại phạm thiên thứ hai là xa hơn nữa, hào quang càng sáng chói xa hơn nữa, gấp đôi lên. Và đại phạm thiên thứ ba thì 3000 luôn, bây giờ càng phát sáng xa hơn, thì những vị này có những hào quang phát rất là sáng chói, rất là dữ dằn ha, mà thấy là đó là ba vị đại phạm thiên, cho mà biết là có như vậy. Rồi chưa xong chưa? Đọc coi tới những cái phần này mình thấy có những cái mà rất là khủng khiếp ha. À, những vị có những cái hào quang tỏa ra xa, là mình có người mình thì khó rồi mà mường tượng nổi những cái cảnh giới này. À, cho nên những vị mà tu thiền mà đắc phải có được cái năng lực về phước báo rất là dữ dằn. À, nhưng mà đây chúng chưa có gọi là cái cứu cánh cuối cùng. À, Đức Phật vẫn cho đây chỉ là những cái tạm bợ trong cái đời sống chúng ta tu tập để đạt được như vậy thôi. À, đó là chúng ta thấy về cõi sơ thiền là đã có những cảnh giới như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo là trú xứ hai chấm, là trú xứ của những cái cõi này này đó, trú xứ hai chấm. Nằm trên hư không, nằm trên hư không có ba khu vực riêng của mỗi cõi. À, tức là có khu vực riêng của mỗi cõi ha, nên nó mới phân làm cõi như vậy. Nằm trên hư không có ba khu vực riêng của mỗi cõi, được cấu tạo bằng bảy báo. Nằm trên hư không có ba khu vực riêng của mỗi cõi,
được cấu tạo bằng bảy báu và luôn sáng chói hào quang, và luôn sáng chói hào quang. Và những cái trú xứ của những vị đại phạm thiên này nó lơ lửng trên hư không, nằm trên hư không mà nó có phân ra từng ba khu vực riêng, phạm phúc chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, riêng biệt ra, và được cấu tạo bằng bảy báu và báu vật, những cái báu vật giống như là ngọc, ngà, lưu ly, thạch, hộp tròn, đủ thứ vậy ha. Và những cái này thì nó chói sáng dữ lắm, lúc này lúc nào cũng chói sáng. Đối với những cõi này thì những cái báu vật này nó đầy dẫy, nhưng mà đối với cõi người mình thì nó hiếm, ai mà có được cục hộp tròn là thấy khỏe rè. Cục hộp tròn chừng bao nhiêu, chừng 10 ly khoảng nhiêu quý vị, hộp tròn 10 ly khoảng nhiêu ta? Mười ly chỗ để đầu á. Biết ai cô Quỳnh, như cô Quỳnh có hộp tròn nào mấy ly cho biết cái giá cả, rồi cô đang đeo trên tay đó, cái hộp tròn nó bao nhiêu ly, khoảng nhận nhiêu. Rồi cô Nhật Quỳnh như có đeo cái nhẫn bự lắm, hộp tròn chắc cũng 6 ly rưỡi. Rồi. Chưa, viết xong chưa? Alo. Cô Nhật Quỳnh, lão gia trong đây, giáo bộ ha. Rồi, gì đó, Châu Nguyễn cũng là đeo cặp hộp tròn hai bên tay, lòng thòng hai bên tay. Hộp nào cũng 4-5 ly không? Giàu quá trời. Ước báo đầy đủ rồi. Cô nào cũng giàu, đây cô nào cũng giàu, có ông thầy nghèo nhất à. Ăn giàu có ông thầy nghèo, có ngã coi sách hoài cũng làm ăn mẹ được rồi. Không làm ăn được gì cũng nghèo. Rồi trú xứ ha, là cho ta biết là có ba cái khu vực như vậy không. Nằm riêng mỗi cõi có 7 cái báu và luôn chói sáng. Rồi xuống dòng, có đầy đền đài hồ sen hoa viên, có đầy đền đài hồ sen hoa viên chấm chấm chấm, có đầy đền đài hồ sen hoa viên. Tức là khi mà chúng ta đọc tới cái này, chúng ta hiểu, thấy tới cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng những cái cõi trời á, thì không có phải cần có cái sự mà xây dựng như cái cõi người mình. Tức là không cần phải có kiến trúc sư, rồi mua xi măng, mua đất đá, rồi mua sắt thép hay làm gì để mà xây dựng lên. Mà cái này tự động nó sanh lên do phước báo của sự tu tập của chúng sanh, nó tạo ra cảnh giới đó để cho được hướng những cảnh đó. Và sanh lên là có sẵn đền đài, có hồ sen, có hoa viên, đủ thứ. Và những vị mà phạm thiên được trú ngụ, được an lạc thân tâm, được hưởng quá và tu tập về thiền định đó. Thì như vậy là khác biệt ở cái cõi người mình. Cõi người mình là dù chúng ta có giàu phước báo cái nào mình cũng phải xây, muốn có cái lâu đài mà phải xây lên. Chúng ta đọc là thấy tin tức, thấy cái những ca sĩ Việt Nam tự nhiên không tiền đâu quá trời, bây giờ xây nhà ở còn giống như lâu đài đó quý vị. Mấy ca sĩ mà Sài Gòn mình nhà cửa thấy sợ luôn. Còn đây đền đài là xung quanh rồi trong vườn hồ sen hoa viên kia nọ, như cánh trời tức là phước báo họ mặc dù có người tiền biết đâu tự động đem tới quá cho tiền. Chỉ có ca hát bây giờ thôi, vậy ca xạ chơi thôi mà tiền quá trời. Có những cái cuộc đời mình thấy cái phước báo nó lạ, nhiều mình dinh nữa mình thấy mình tưởng là bất công, nhưng mà nó không bất công. Nó có những cái mà mình thấy giống như có những người mà ta chẳng hạn như một người mà ta học trường âm nhạc ra học và khổ sở là cả chục 20 năm rồi ra làm nhạc sư, rồi ra làm nhạc trưởng đủ thứ chuyện.
nghèo rất tơi, học giả ra vào được gì đâu, vẫn nghèo vẫn sống ở nhà tranh nhất lá hoặc là những cái nhà mà xoàng xoàng ha. Nhưng mà mấy đứa ca sĩ, mấy người ca sĩ ta chỉ cần tới có được cái giọng hát đặc biệt chứ ha, giàu dễ dễ sợ, phát cái là giàu thành tỷ phú không, đó là như vậy, do cái phước quá khứ mà. Chứ nói đâu phải ca sĩ, tôi là ca sĩ à, tôi là ca sĩ loài sĩ thì đó. Đây cái phước báo của mỗi vùng chúng sanh nó có khác biệt nhau vậy đó, cũng là cùng một như vậy đó. Mọi người thì giàu, người thì nghèo, người thì tốt đẹp, người thì là bệnh hoạn, người thì sang trọng quý phái, người thì bần cùng, đủ thứ vậy ha. Nó sanh đủ thứ vậy. Là như vậy. Không, nếu mình không có phước về mà cúng dường về bố thí vật chất thì kiếp này mình sanh ra mình cũng chịu nghèo ráng chịu ha. Tại mình chứ mình không đổ thừa được ha. Rồi, đó là cái cõi mà trên cõi sắc giới này nó có những cái đặc biệt như vậy, có những cái lên đài lâu đài kia nọ, hồ sen hoa viên đủ thứ vậy ha. Rất là sang trọng. Thì cô Nhật Quỳnh hay là cô thư ký Châu Nguyễn Nguyên Như hay là quý vị, cái tối cái mình về cái mình trước khi mình ngủ á, mình ngồi xuống mình lên diêm, mình nhắm mắt cái mình niệm cõi sắc giới, niệm để mà bay về cõi sắc giới. Mình tưởng tượng, dùng tưởng tri cái mà mình nhập thiền á, mình bay lên đi tham quan cõi này, trên đây có gì sẵn. Coi có hột tròn nào rơi rớt cái mình lụm bớt một cục mình đem về. Hột tròn trên đó là nó tinh túy, hột tròn dữ dằn lắm, chỉ cần cục thôi là thấy đời đời như hoa rồi. Có một cục thì thấy đời mình như hoa rồi. Sướng ha, khỏi hột tròn mà nó quăng đầy đường, không ai lụm. Nó quăng đầy đường, mình lên lụm cục thôi, cục cả chừng cục đá nhỏ thôi ha. Về đây là mình thuộc loại đế dương, đúng là thành gì đó, là đại phú, đại phú gia, kiểu là đại gia đó. Đúng rồi, mấy người giàu phước báo lớn, phước quá khứ lớn. Nhưng mà trong kinh là nói những người đó mà nếu mà không biết tu tập á, thì nó giống như là ăn đồ thiêu. Ăn đồ thiêu là ăn lại những cái đồ cũ của mình trong quá khứ, và nó trổ, mình ăn ăn đồ cũ. Rồi xuống dòng tiếp là cõi cõi này ha, cõi sắc giới này ha, cách cõi tha hóa tự tại, cách cõi tha hóa tự tại. Vậy này đây muốn nghe gì đây? Cách cõi tha hóa tự tại là 5.508.000 do từng. 5.508.000 cho từng, tức là cõi sơ thiền nó cách cõi tha hóa tự tại 5.508.000 cho từng. Nó mô đào á, đà ná hả, cũng dường. Này có nhiều người hùng vô, nhiều người phát tâm quan hỷ cúng dường, mỗi người chút chút vô để mà gây dựng phước báo ha. Rồi quý vị nào có muốn cùng phước gì đó với nhóm bệnh Nguyên Như Kỳ Viên đấy quý vị, để mà hỗ trợ cho những thiền viện bên Ma Si, bên Miến Điện, để mà hỗ trợ cho những vị tu tập, những vị sư đó mình đang trong mùa dịch bị kẹt không có viện trợ, kêu gọi phước báo để chúng ta cùng nhau, thì chúng tôi cũng có quan hệ chức đỉnh để cùng với nhóm mình đó đóng góp giúp cho trường thiền được coi như là được tiến triển, được dẫn liên tục, không có bị gián đoạn. Đó là như vậy. Rồi cõi tha hóa tự tại chưa, cách cõi tha hóa tự tại 5.508.000 cho từng ha. Rồi xuống dòng chấm
đánh cái bông này vòng đi. Đánh cái bông nội vòng. Tần sơ thiền, tần sơ thiền có một vị phạm vương cai quản. Tần sơ thiền có một vị phạm vương cai quản. Đấy. Chính vị này là Đại Phạm Thiên. Chính vị này là Đại Phạm Thiên. Có một vị Phạm Vương cai quản. Chính vị này là Đại Phạm Thiên. Có mặt đầu tiên trên cõi sơ thiền. Có mặt đầu tiên trên cõi sơ thiền. Phải. Có mặt đầu tiên trên cõi sơ thiền. Phải. Vào thời điểm vũ trụ này mới hình thành. Chấm. Vào thời điểm vũ trụ này mới hình thành. Nhưng mà đây cho chúng ta biết là trên cái tầng sơ thiền này đó có một cái vị Phạm Thiên được sanh lên đầu tiên trên cái cõi sơ thiền này đó. Khi mà vũ trụ này mới bắt đầu hình thành thì có một vị Đại Phạm Thiên có mặt đó. Cho nên người ta mới gọi ổng là một là ông vua, người là giống như là một ông vua, người đầu tiên là tạo nên vũ trụ vạn vật muôn loài, người ta thấy vậy, ta tưởng vậy đó. Nhưng thực sự không phải, ông này cũng là một Đại Phạm Thiên thôi. Khi vũ trụ hình thành thì ổng là người sanh lên đầu tiên. Rồi xuống dòng, gặp đầu dòng cái bông này dòng cái. Các Phạm Thiên sanh sao, các Phạm Thiên sanh sao, một số làm cố vấn, một số làm Phạm Chúng Thiên. Một số làm cố vấn, một số làm Phạm Chúng Thiên. Tức là những vị Phạm Thiên sanh sau ông đó, đó. Thì một số thì có phước báo hơn thì làm cố vấn cho ông, làm là giống như là hỗ trợ cho ông, giúp đỡ ông này, còn một số lớn thì làm Phạm Chúng Thiên, làm Phạm Thiên mà thuộc về quần chúng. Thì chính trong cái vấn đề này Đức Thế Tôn có thuyết trong bài kinh Brahmacarya là như vậy nè. Brahmacarya quý vị có thể ghi ra những cái câu này cũng rất là hay. Đức Thế Tôn thuyết trong kinh Brahmacarya ha, khi thế gian bị diệt bằng lửa, bằng nước, bằng gió, tức là một trong ba này ha, thì cõi sơ thiền này đều bị hủy hoại đi mỗi lần, đều bị hủy hoại đi mỗi lần. Và khi bắt đầu hình thành thế gian mới, trong cõi sơ thiền cũng có một vị Đại Phạm Thiên sanh lên trước, còn Phạm Phụ Thiên và Phạm Chúng Thiên hai hạng này sanh đến sau. Này là do là Đức Phật tuyên thuyết đàng hoàng nha, nhưng mà hiểu rõ là cái này được xác định bởi do Đức Thế Tôn. Tức là cõi này khi nó bị diệt, một là nó bị hoại bằng lửa, bị cháy, thế giống như thế giới mình là kiểu như tới tận thế là bị lửa phừng phừng lên cháy tiêu hết cả địa cầu này, mình là coi như là xong luôn ha. Bây giờ nó cũng đang đi vô cái giai đoạn là cũng kinh khiếp ha. Do mình đủ thứ chuyện để nó phát sanh cho người ta phải bị chết dần chết dần. Rồi khi mà tới cái vụ mà diệt bằng lửa này thì cháy phừng lên bao nhiêu mặt trời nó mọc, nó
tàn sát, cháy toàn bộ, cháy lên tới cõi sơ thiền luôn. Hoặc là nước, nếu không lửa thì bằng nước, tức là bão lụt, ngập lụt, ngập hết tất cả, là phá tiêu hết cả. Nếu không thì bằng gió, tức là bão, bão xoáy, tornado nó xoáy, nó quấn, phá tiêu tùng hết, thì bị quỷ hết. Và khi quỷ như vậy thì từ từ cái sau thời gian thì thế giới này bắt đầu hình thành lại, từ từ lại. Thì lúc mà sơ khai thành lại thì lúc đó có vị Phạm Thiên được sanh lên rồi đó. Rồi tới từ từ sanh lên lần lần những vị Phạm Phụ Thiên, Phạm Chúng Thiên sanh lên mới thành lập lại cõi Phạm Thiên này. Rồi từ đó xong có những Phạm Thiên chúng ta đọc trong nguyên bài kinh Phạm Võng là như thế. Nhưng mà những vị Phạm Thiên bắt đầu hết phước sanh xuống này kia nọ rồi sống trên cái trái đất này lúc mới hình thành này kia nọ vân vân, tức là thời khai thiên lập địa trở lại ha, tức là trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn như vậy đọc rất là tuyệt vời. Đức Phật dạy rất là kỹ lưỡng trong những cái đề này cho chúng ta thấy là lúc mà cái địa cầu này có mặt như thế nào, như thế nào nào á. Nếu quý vị có điều kiện rảnh mình coi thêm thì trước thì chúng tôi cũng có dạy nói về bài này rồi. Rồi đó là vấn đề chúng ta biết sơ sơ về những cái vấn đề ha. Rồi xuống dòng sự khác biệt của các Phạm Thiên hai chấm. Sự khác biệt của các Phạm Thiên hai chấm. Sự khác biệt của các Phạm Thiên. Quý vị chưa chép kịp chưa? Hello. Được ha? Rồi. Phân ra dùm cái này các. Vị nào phát triển sơ thiền ở mức độ vừa đủ sau khi chết tái sanh vào cảnh Phạm Thiên đầu tiên. Là tu sơ thiền ở mức độ trung bình thì ở mức độ dần, mức độ sơ ở thấp phát triển sơ thiền thì khi chết sanh vào cảnh Phạm Thiên đầu tiên, tức là Phạm Chúng Thiên đó. Rồi B là vị nào phát triển sơ thiền đến mức độ trung bình, tức là cao hơn nữa, có mức độ tu tập về tính tấn điều định tại cao hơn chút xíu nữa thì sẽ được tái sanh vào cảnh thứ nhì, tức là Phạm Chúng, Phạm Phụ Thiên. C là vị nào trong hoàn cảnh vững vàng trong thiền, trong sơ thiền thì sẽ được tái sanh vào vị Đại Phạm Thiên, tức là tầng thứ ba. Như vậy phân ra tầng thứ ba tùy theo cái mức độ là còn non kém hay là trung bình hay là đã vững chắc ha, thì nó đưa tạo lên những cái phước báo để đưa về những cảnh giới tương ứng với nó. Cũng giống như chúng ta thấy người con người như vậy, người phước yếu yếu chút thì sanh làm dân chúng, trong cái đời sống mình làm dân chúng sống bình thường cũng phải đi làm ăn này kia mới có ăn ha. Rồi tầng cao hơn, tầng trung lưu cao hơn chút, phước báo tu tập thì quá khứ nào đó họ phát sanh, họ làm đây là người họ được khá giả hơn, sống có nhà cửa xe gỗ này kia, sống là ung dung ha, không có bị thiếu thốn vật chất, phước báo là tốt hơn. Rồi hạng lớn nữa là phước báo lớn nữa, sanh là vị đại gia làm, hoặc làm những vị mà giàu có, là thuộc loại tỷ phú thế giới ha. Đó là tùy theo mức độ phước báo thì cũng vậy, về thiền định nó cũng có những cái mức độ thấp cao nó sẽ tương ứng với những cái cảnh giới mới tái sanh vào. Như vậy chúng ta đã có học xong cái phần là nhóm thứ nhất là cõi sơ thiền, còn giờ vậy ta, còn giờ phải không, học nhóm hai cõi nhị thiền còn ha. Rồi cõi nhị thiền.
hai vị thiền, có ba xuống dòng, có ba có ba ha. Một là cõi thiểu quang thiên, Baritta pha phu mí, là cõi thiểu quang thiên. Rồi, là cõi thứ nhất là cõi thiểu quang thiên, tức là những phạm thiên nào có hào quang ít hơn những phạm thiên bậc trên thì gọi là thiểu quang, là thiểu là ít, thiểu quang thiên. À, thì trú xứ như phạm thiên này thì do có những hào quang kém, hào quang không được chói sáng thì được gọi là thiểu quang thiên. Thì về cái chức vụ thì là phạm chúng thiên, được gọi là phạm chúng thiên. Đó là cõi thứ nhất của nhị thiên, là cõi thiểu quang thiên. Yeah. Rồi cõi thứ hai là cõi vô lượng quang thiên, cõi vô lượng quang thiên, Appama Nasuffa Phù Mí, là cõi mà có phạm thiên có những hào quang là vô lượng chói sáng. Trú xứ của những vị phạm thiên này là có hào quang là coi như người ta nói là tỏa vô số khắp cùng ha, là vô lượng quang thiên. Chức vụ thì được gọi là đại thần trong xứ nhị thiền, tức là phạm phụ thiên. Cũng giống như sơ thiền, nhị thiền cũng có phạm phụ thiên, thứ nhất là phạm chúng thiên, thứ nhì là phạm phụ thiên. Phạm phụ thiên. Cõi quang âm thiên, Phassara Phù Mí, cõi quang âm thiên này cho biết là những phạm thiên mà có hào quang phóng túa ra từ thân, phóng túa ra từ thân rất xinh đẹp, nhưng thấy cũng lạ, những vị này có những cái hào quang độc đáo. Về tâm của người này là luôn tràn đầy hỷ lạc, trong sáng thanh tịnh, để cho biết là như vậy nên tạo ra được những cái sắc mà do tâm tạo. Do chính vì do cái tâm tư là hỷ lạc tạo ra những cái sắc cho tâm tạo, thì nó do cái gì, những cái vấn đề mà cái tâm mà mát mẻ hỷ lạc như vậy thì cho những sắc rất là tinh khiết. Sắc do tâm này làm duyên cho cái sắc thời tiết sinh, là sắc cho chúng ta biết là người mình học về bằng sắc pháp mà có bốn nguyên nhân sanh, do nghiệp, do tâm, do thời tiết hay là do vật thực sanh. Thì đây là do tâm sanh, rồi duyên cho thời tiết sanh lên nữa, rồi nó hiển lộ, nó tạo ra những cái hào quang rất là cực kỳ xinh đẹp, rất là chói sáng, và nó tủa ra rất là đặc biệt ha. Thì chức vụ của những vị cõi quang thiên này chính là đại phạm thiên, cho nên có những cái hào quang đặc biệt khác thường. Rồi trú xứ thì các vị có hào quang phóng tủa thì được gọi là quang âm thiên, trú xứ như vậy. Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn nói gì? Thì trong kinh Trụ Kinh thì cái cõi này nè, phà cõi quan thiên này chính là thủy tổ của loài người, phạm thiên cõi quan âm này đó. Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn Đức Phật có dạy nói là chính là thủy tổ của loài người, là cái người đầu tiên xuất hiện trên cái thế giới này để tạo nên con người. Chính vì như vậy người ta lầm tưởng đây chính là ông Đức Chúa Trời, quan âm thiên. Lại 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 làm thiên này là sống cõi quan thiên.
À, thì quý vị rảnh coi này, coi cái bài này để thấy được, biết thêm được những cái rất là đặc biệt ha. Đánh dấu đi, à, theo theo kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Theo kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Khởi Thế Nhân Bổn là cái từ này. Theo kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Trong trường bộ kinh. Vị tổ loài người chính là những vị phạm thiên cõi Quan Âm này. À, mình nhấn mạnh cái đó là mình nắm được vấn đề luôn. Trong cái bông này, trong cái bông, trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Ác Danh Má Xuất Tần Tắc, trong trường bộ kinh, vị tổ loài người chính là những vị phạm thiên cõi Quan Âm này. Ủa, cô thư ký cô trốn nữa rồi. À, ok. À, cái gì chắc kẹt chứ. À, vào. Sinh ba cõi nhị thiền, hai chấm. Tục sinh ba cõi nhị thiền, hai chấm. Tục sinh ba cõi nhị thiền, hai chấm. Các phạm thiên ở tầng nhị thiền, các phạm thiên ở tầng nhị thiền tục sinh bằng, tục sinh bằng, hai chấm. Các phạm thiên ở tầng nhị thiền tục sinh bằng, hai chấm. Tâm quả nhị thiền sắc giới và tâm quả tam thiền sắc giới. Tâm quả nhị thiền sắc giới và tâm quả tam thiền sắc giới. À, tức là cái cõi nhị thiền này đó, à, phạm thiên mà ở tầng nhị thiền thì tục sinh bằng hai loại tâm quả luôn. À, tục sinh bằng tâm quả nhị thiền, tức là những vị đắc nhị thiền cũng sanh về cõi nhị thiền, rồi đắc tam thiền sắc giới cũng sanh về cõi nhị thiền. À, đó là như vậy, thành ra chỉ có bốn cõi thiền ha, à, mà tới năm tầng thiền. À, thành ra như vậy là nhị thiền sắc giới và tam thiền sắc giới, và những cái tâm quả này sanh về cõi nhị thiền. Rồi có nhị thiền cho chúng ta biết là có hai cái loại mà chiến đắc là được sanh về. Rồi xuống dòng, đánh bao qua thị đồ dòng cái ha. Đánh cái bông đồ dòng cái. Tục sinh bằng tâm quả nhị thiền sắc giới. Tục sinh bằng tâm quả nhị thiền sắc giới. Sanh, hai chấm. Tục sinh bằng tâm quả nhị thiền sắc giới sanh, hai chấm. Thiểu quan thiên hoặc vô lượng quan thiên. Thiểu quan thiên hoặc vô lượng quan thiên.
tức là cái những vị mà tục sinh bằng cái tâm quả nhị thiền sắc giới thì chỉ sanh về cõi thiểu quan thiên, tức là làm phạm chúng thiên cõi nhị thiền, hoặc là vô lượng quan thiên, tức là phạm phụ thiên cõi nhị thiền. À, nó tùy theo mức độ của cái năng lượng thiền ha, thì sanh về trong một trong hai cái này, một là thiểu quan thiên, hai là hoặc là vô lượng quan thiên, tức là tục sinh bằng tâm quả nhị thiền sắc giới. À, thì được sanh về hai cõi này, một trong hai cõi này ha. Rồi xuống dòng, đánh cái bông vào dòng. Tục sinh bằng tâm quả tam thiền sắc giới, sanh hai chấm quan âm thiên. Tục sinh bằng tâm quả tam thiền sắc giới, sanh hai chấm quan âm thiên. Tức là người nào tục sinh bằng tâm quả tam thiền thì sanh về cõi quan âm thiên, tức là làm vị đại phạm thiên của nhị thiền. Rồi, tôi làm đây phân ra cho chúng ta thấy rõ để mình biết được mà khi mà tục sinh bằng tâm quả nhị thiền thì được sanh về thiểu quan thiên hoặc là vô lượng quan thiên, còn tục sinh bằng tâm quả tam thiền sắc giới thì được sanh về cõi quan âm thiên. À, xác định để chúng ta hiểu một cách chính xác hơn ha. À, tại vì sao có hai cái loại tâm quả được sanh về cõi nhị thiền là như vậy. Rồi quý vị có chép kịp chưa? À, xuống dòng là chữ tuổi thọ hai chấm. Chép mất dép luôn hả? Chép bằng tay rồi mất dép thôi. Ngồi chép mà đá văng dép luôn. Chép mà quýnh lên đá văng mất dép luôn. Quý vị kịp chưa? Quý vị có chép kịp chưa? Cô Nhật Quỳnh ơi, em ru là hôm nay sao hôm nay không thấy cô Meta vô hả? Cô Nhật Quỳnh này không thấy cô Meta vô học hả? Nãy giờ dòng dòng không để không thấy cô lên đọc. Để kiếm dép à. Trốn à. Trốn tốt quá này, ngán hả? Nhiều quá mà ngán rồi. Không mà chúng ta thấy cũng hay ha. Không nhận cái room này lúc đầu tiên là khởi thế nhân bổn của room này là học quy pháp. Tưởng là chắc không kéo dài nổi, tuổi thọ không lâu. Ai giờ học từ giờ cũng quá trời luôn. Học mình cũng vô sâu rất là nhiều ha. À, bạn nghĩ có cái bị gì vậy, có bệnh hoạn gì không? À, bị cảm hảo thương hàng hay là đi du lịch tiếp? À, giờ đâu cho đi đâu, giờ đâu ai cho đi. Giờ mùa này là mùa bị giống như bị giam lỏng ha. Chúng sanh bị giam lỏng. À, vì nghiệp giống như cộng nghiệp chung, ai cũng phải đi đâu phải bịt mỏ là không có mở cái mỏ ra được. Nghiệp gì mình lạ đi đâu cũng bịt mỏ. À, rồi gặp nhau né. Đi gặp nhau né chứ không ai dám lại gần ai. À, chúng tôi để ý thấy cũng nhiều cái mà thấy lạ, nhiều cái nghiệp nó đưa đẩy. À, đi ngoài đường đi tập thể dục cái gì cái đi thấy ngược chiều lại là hai bên né. À, bắt ai nói chưa ra né rồi. À, đi đâu vô chợ gì là ai mạnh ai né. À, không dám gặp nhau nữa. À, cái nghiệp kỳ này ghê này, cái này. À, toàn bộ cái cõi Nam Thiệm Vô Châu mình không biết bị ăn trúng gì. Bị cú này nặng quá. À, con người gặp nhau sợ giống như là bị cùi hủi gặp né, không dám nói chuyện nhau, đứng xa xa xa. À, coi lại mấy cái
kịp mấy cái lần mấy năm trước, năm rồi, năm trước rất là vui vẻ, những cái mo những cái này kia rồi đi vô chợ shopping rồi gặp nhau vui vẻ cười nói giỡn rồi đi đông đúc ha. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng cái nghiệp của chúng sanh nó đang vui vẻ, tự nhiên bây giờ là tất cả mọi người là coi như là xong, đi đường phải bịt mỏ là hết, gặp nhau là né, chết quá trời. Bây giờ Việt Nam mình cũng đang vô cái hạn rồi, bắt đầu bị nay cũng lên tới cũng nhiều đó, bắt đầu cũng bắt đầu tăng số lên nhiều. À, những rầu không biết sao đó là coi vậy là vận mệnh của đất nước à. Việt Nam lên 200 rồi hả? Trời ghê quá. 20 người rồi nha, quý vị cẩn thận nha. Ở Việt Nam nó có cái đời sống nó gần nhau đó. Nhà cửa chật chội rồi ở sát sát khác nhau cũng dễ bị lây nhiễm lắm. Phải lên cẩn thận. Ra đường phải cẩn thận. Để thôi dính cái thôi phiền lắm. Cô nào mà đại gia đó, chuẩn bị ngân hàng để sẵn chuyển qua tôi giữ giùm cho Nhật Quỳnh chuyển qua đây, Châu Nguyễn rồi, tiền chuyển qua giữ giùm rủi chúng một cái thôi, không ai giữ giùm mất cũng lắm. Đại gia không chuyển qua Ma Si đúng chứ, không lâu lắm. Thầy bói coi rồi, thầy bói coi sống tới 100 tuổi rồi. Để mà truyền bá giáo pháp lại cho mọi người nha. Mắc mắc nợ chúng sanh. Mỹ hả? Mỹ này 6 hơn nữa chứ. Có 6 mấy rồi. Mỹ thì thôi, mấy trăm mấy chục ngàn người nghe thấy ớn rồi. Mình nhớ là khi bên trong gia đình hay là một cứ ai có nghe nó có người chết là mình thấy khiếp ha. Giờ tới trăm mấy chục ngàn nữa thấy con số lên thì thấy thôi. Thầy bói không hay đâu, không coi hay lắm. Ông nói hồi xưa chúng tôi nhớ nó gà bói, nhớ hồi xưa lúc mà có cái ông nó quen gia đình. Ông coi bói coi siêu lắm, mà ông có cái lạ thích coi à, chứ không phải ai kêu cũng coi đâu. Nổi tiếng ở Sài Gòn mà lúc là thời mới giải phóng, ông là được gọi là xếp sông Sài Gòn. Ông coi tướng mà, coi tướng số, coi tướng thôi chứ không có coi. Coi ông rồi gặp ông nghe ông dòm dòm nghe ông nói vậy đó. Ông nói tướng ông không làm ai được á, không dưới quyền ai được á, tại vì đi làm đâu phải dưới quyền này kia, không là không có dưới quyền ai được. Ông tướng ông mà đi làm đâu được là tôi đốt sách nghỉ luôn. Ông chỉ làm thầy để không làm gì được. Suốt đời chỉ làm thầy. Ông nói một câu là thấy mình lúc mình sinh dần. Bạn nói đúng thiệt, tự nhiên tới giờ mình già rồi mình mới thấy ông này ông nhõng nhịn tôi cũng hay, thì suốt đời rồi nhỏ trẻ đi lúc mà lớn lớn xíu cái mình đi dạy học, suốt ngày đi dạy dạy nhẹ dạy này dạy kia, dạy tới già luôn giờ cũng còn dạy, bây giờ qua tới Mỹ cũng dạy luôn, làm thầy mà chứ không có làm trò, dạy hoài hay chứ. Ông nó coi cũng hay, ông nhìn tứ mà ông hay. Ông nói giờ có đi lính con không, đi lính. Ông nói nếu mà đi lính là ông đốt sách luôn. Ông nói cái này là cũng là lạ cái gì. Ông nói là nếu là thời đó mà ông nói mà chúng tôi đi lính là ông đốt sách luôn, ông nghĩ luôn không có. Mà thiệt. Ai cũng bị kêu đi nghĩa vụ quân sự nó bắt, lúc đó nó bắt dữ lắm. Bắt nghĩa vụ dữ lắm. Mà sao chúng tôi không bị dính, thoát qua cái đó cái lạ chứ. Nó thoát qua một cách ngoạn mục lắm, thoát qua nhiều cái hay lắm, nó nhiều cái hay lắm, nhà quý vị sẽ thấy nhiều cái độc đáo, nào đợi xíu nha.
Hello. Mình thấy thầy bói hồi xưa cũng hay vậy ha. Mấy ông thầy bói đâu biết ông học đâu mà ông đó lạ, ông có hay đó. Ông đó tướng nhìn tướng ông đi lính á, tôi đốt sách luôn. Giết tên ông đi lính. Mà cũng lạ, không bị kêu nó bắt mấy lần mà không dính, là không dính. À, cũng có người này người kia tự động tự giúp. À, qua cái hàng tuổi cái nó khỏi đi luôn xong. À, đó là kiểu nói về thầy bói mình thấy hay, công nhận nhiều không, ông có nghiên cứu về sách vở, về ngũ hành, về bói tướng nữa, tướng số, nhìn tướng. À, giờ chắc cả người ta cô Diệp Quỳnh giờ coi chi nữa, cô Diệp Quỳnh giờ chỉ coi chừng nào mà đi gặp Phạm Thiên đấy. Rồi gặp Phạm Thiên coi gì nữa. Thời kiến gì thì ta coi theo, nếu mà mình coi theo cái tướng mặt mình, đó là cái quả của cái phước quá khứ mà nó sanh. À, Đức Phật cũng có coi tướng vậy, coi về 32 tướng Đức Phật ra sao là cũng có, đó là cái quả thành tựu do cái quá khứ của mình nó cho ra cái tướng của mình giờ. Hạn như tướng người sanh ra là được giàu sang, nhìn thấy mà sang trọng ha, còn người sanh ra nhìn là thấy nghèo hèn, thấy kia nọ, thấy rõ ràng nó hiện ra liền. À, mình thấy là rõ ràng như vậy. Tướng do nghiệp tạo, tướng là do cái là sắc, sắc pháp mà phát sanh, là sắc do nghiệp, sắc do nghiệp sanh. À, rồi từ sắc nghiệp sanh lên, từ từ cái sắc do tâm sanh, nó tạo đủ thứ chuyện. À, nhưng mà sắc do nghiệp sanh là chính, ví dụ như trong quá khứ mình làm được gì tốt, bây giờ khi tái sanh lại thì những cái sắc nghiệp nó phát sanh, sanh ra như là đẹp gái xinh xắn sang trọng quý phái, là sinh ra làm công chúa này kia nè. Rồi tới đâu rồi quý vị, học tới đâu rồi quý vị, nãy giờ nói dốc người ta coi tướng này, tới đâu rồi? À, tự thọ hả? Rồi tự thọ ha, tướng dòng gạch đầu dòng Phạm Thiên Thiểu Quang Thiên hai chấm, hai kiếp trái đất. Phạm Thiên Thiểu Quang Thiên hai kiếp trái đất. Phạm Thiên Vô Lượng Quang Thiên bốn kiếp trái đất. Phạm Thiên Vô Lượng Quang Thiên bốn kiếp trái đất. Phạm Thiên Quang Âm Thiên tám kiếp trái đất. À, tức là những vị Phạm Thiên này cõi này đó thì cái tuổi thọ của họ kinh khủng. À, tức là tính bằng kiếp trái đất chứ không có tính theo năm nữa ha. Và khi trái đất là sanh rồi trụ rồi hoại diệt xong rồi tới mới hình thành lợi trở lại là kiếp thứ hai, và kiếp trái đất thứ hai xong rồi mới hết tuổi thọ. Còn Phạm Thiên Vô Lượng thì gấp đôi lên là bốn kiếp trái đất. À, Phạm Thiên Quang Âm Thiên là lại Phạm Thiên đó, tám kiếp trái đất, và trái đất là ngoại diệt là tám lần nha, mấy ông mới chết. Bởi vì mình do như vậy những vị mà tu tập, tôi thấy những ông đại Phạm Thiên sao mà sống hoài, mấy ông kia Phạm Phụ Thiên là chết rồi xuống sanh là người, xong cái tu sanh lên thấy ông đó còn nữa, nó còn đó thấy. Nhưng mà chính vì cái lý do này là nó phát sanh ra và lầm tưởng nó có một vị thiên sáng tạo chủ, vị đại Phạm Thiên sáng tạo chủ, sáng tạo là vũ trụ muôn loài, ông không chết, còn người khác là chết, chết dài dài, nó còn mình ông không chết rồi, à, chết thì không chết, à, vì sống lâu quá, rồi, sống tới gì đó, tám kiếp chết quá trời. Được chưa, có gì kịp chưa?
Rồi bây giờ tới ghi chú hai cháu. Ghi chú. Dạ, chị mới chấp nhận, đúng rồi. Cái vậy tôi bói rồi, câu giờ, kêu là câu giờ. À, mấy mấy người mà sống trên cái cõi này có gì thấy trên đó, nếu mà nói về cõi này thì nó đâu có những cái thú vui cõi dục mình ha, chứ nó sống trên đó mà sống bằng pháp hỷ của thiền định này, cái họ không có sống như cái đời sống cõi dục giới, tức là không có cà phê, không có ăn uống tụ họp, không có là quán bar, quán xá, karaoke hay là những cái thú vui là cái nọ, thấy nó cũng buồn hay ha, thấy sống con này sống lâu quá, sống lâu quá không có mấy này buồn, sống lâu quá không có tụ họp nhóm này, chán không ai nói chuyện, sống có ngày cứ ngồi liêm diêm hoài không có những cái trò chơi này ha, không có đi du lịch, không có đi tham quan những cái xứ này xứ kia, không có đi Hội An, không có đi Đà Nẵng, không có đi Hà Nội, đi Huế này, đi coi các bạn, không có kiểu đó, sống đời sống đời khác mình ha, mà sống lâu quá, sống quá lâu, mấy kiếp trái đất quá trời. Rồi chưa, chép xong chưa? Rồi ghi chú hai chấm. Cõi thiền này cũng có cái đặc biệt cái gì? Cõi sắc giới này hình như không có yêu đương nha. Cô Nhật Quỳnh chú ý nha, coi chừng tu thiền sanh lên đó không ai yêu hết thôi, mệt. Cõi phàm thiên sắc giới này không có nam không có nữ, không có yêu thương, nghĩ yêu chán yêu không ai thèm yêu, mà hãy không yêu thì người ta không ai quan tâm tới ai. Hôm nay đi sống ha, không cần biết. Rồi, ghi chú, xin chào. Sự hoại vũ trụ được ghi nhận là hai chấm. Sự hoại vũ trụ được ghi nhận là hai chấm. Bảy lần hoại do lửa, bảy lần hoại do lửa thì có một lần hoại do nước, bảy lần hoại do lửa có một lần hoại do nước. Đúng, xin chào. Khi vũ trụ bị hoại do nước, khi vũ trụ bị hoại do nước thì sẽ hủy diệt hết cõi nhị thiền. Nước này đặc biệt là nó hủy diệt luôn hết cõi nhị thiền luôn, lên tới cõi nhị thiền luôn, nước ngập tràn lan lên tới đó, hủy diệt hết cõi nhị thiền. Do đó, số lượng tuổi thọ của các vị Phạm Thiên Quan Âm là 8 kiếp trái đất, tức là 7 lần ngoại do lửa, 1 lần ngoại nước là 8. Thì do đó, số lượng tuổi thọ của vị Phạm Thiên Quan Âm là 8 kiếp trái đất. Người ta tính theo kiểu đó ha.
Do đó số lượng tuổi thọ các vị Phạm Thiên Quan Âm là 8 kiếp trái đất. Rồi, xin dòng. Nhưng nếu các vị ấy sinh sau hơn, tức là sinh sau để muộn hơn các vị trước, nhưng nếu các vị ấy sinh sau hơn thì tuổi thọ không đến 8 kiếp trái đất. Thì tuổi thọ không đến 8 kiếp trái đất. Tức là ý ta nói là người nào sinh đầu tiên, Phạm Thiên Quan Âm Thiên sinh đầu tiên lên kiếp trái đất thì sẽ sống đến 8 kiếp trái đất. Bảy lần hoại do nước, 8 lần tính theo cái đó thì vị này sống tới 8 kiếp trái đất. Nhưng mà nếu mà sanh sao hơn thì sanh sao hơn thì nó bị rút ngắn lại. Thì sao hơn 10 kiếp thì bị mất đi 10 kiếp, giảm ra thì khi mà bị hoại diệt tới hoại luôn cõi nhị thiền mà thì bị giảm mất lại. Khi mà hoại luôn tới nhị thiền thì những vị này cái tuổi thọ giảm hơn. Vì vậy những vị sanh sao hơn thì tuổi thọ sẽ bị mất đi, giảm bớt đi. Nhưng mà cũng còn quá trời nè. Sống kiểu tính kiếp trái đất không thấy dễ sợ ha. Giờ mong mình sao sống nó được trăm tuổi là hay lắm ha quý vị. Nghĩ là sống được trăm tuổi mà làm được nhiều phước báo được ha. Tu tập hành thiền giải pháp học pháp mà được trăm tuổi mình tạo được rất là nhiều phước báo rất là tốt đẹp. Còn này sống với trăm kiếp với tám kiếp trái đất không biết dễ sợ sống cái tuổi thọ ghê. Ở Mỹ này cũng có mấy có số người sống hơn trăm mấy đó, coi Việt Bình này có người sống 108, 109 tuổi thọ cũng lớn ghê, nhiều người thọ cũng dữ. Xứ Mỹ này có thì đó, sống tuổi thọ là mình phải có làm phước này kia sống mới là hữu ích cho xã hội. Như sống nằm yên chỗ rồi không làm được gì chứ không. Thì mấy người ta sống bằng pháp hỷ, nó sống bằng pháp hỷ, pháp thiền định đó, nó đối với người ta thì mình có cái chỗ an trú vững chắc. Còn mình thì không có tâm mình nó vọng động tùm lum. Mình phải có cảnh này cảnh kia, mình bày ra đủ thứ chuyện để mình sống mình hướng quên đi những cái thời gian lâu dài. Thì hôm nay là chúng ta học được cõi sơ thiền, cõi nhị thiền là nhóm thứ hai, cõi nhị thiền. Như vậy thấy tới đây là cũng là quá nhiều ha. Tuần sau là chúng ta sẽ học tiếp những cái cõi tiếp theo, tạm thiền tứ thiền. Đến đây là cũng tương đối là vừa phải lẽ, thời gian cũng gần hết ha. Như vậy là nhân rồi ha, do phước báo mà chúng ta học hôm nay, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sống cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi xin nhường mic lại cho cô Nhật Bình. Dạ sa thú sa thú. Như Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân Vinh Kinh rất là nhiều. Dạ hôm nay bài học Vinh giảng dễ hiểu và cũng vừa đủ để cho đạo tràng cùng nhau học. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh và cũng kính cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài lên để cho đạo tràng theo dõi kịp, nhất là Nhật Quỳnh. Dạ kính cảm ơn Châu Nguyễn, kính cảm ơn Vinh Kinh. Dạ Nhật Bình cũng kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã ủng hộ cho Rơm Phật giáo đang truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Pháp Trang, nếu sư có ở trước máy, sư có nghe được âm thanh, sư cho con một tín hiệu để chúng con sám hối xong cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ Hồ Biển ơi, nếu mà sư không có trước máy, Phúc Biển nhớ điện thoại nha. Nhật Quỳnh sám hối xong thì thấy đại đức xuất hiện là tốt rồi, Phú Biển ơi. Dạ, hoặc là cô Phúc Hạnh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nhật Quỳnh cảm ơn Châu Nguyễn rất là nhiều, mà cũng cảm ơn tất cả đạo tràng. Mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamang ghe na vạn đề hăng ba đa phạm xâm qua ruột tà măng
Bụt thệ vô khả lì tổ đô sơ bụt thô khả mặt tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật. Là đấng chi tôn chi thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê na quanh đê hăng thẩm anh cho Đức Vi Thăng và răng. Thẩm mê vô khá đi tô đổ số thẩm mô khả mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và hết pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam an ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đư vi thót tam an sang khê vô khá lý tổ đô sơ sang khô khà mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúc phúc cho rơm chúng con tròn đủ phước báo à. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ quý vị có thấy tín hiệu giá sa thú. Dạ con kính nhân bích đánh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con xin thành kính đảnh lễ với ngài Chư Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang diện trong đạo tràng và thỉnh chào quý phụ nữ và toàn thể chư Phật tử. Dạ. Bây giờ chúng con xin đại diện ngài Chư Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bụt Tha Giá. Vatusa pamangalang kantusa bade watasa papuatano pawe nasada sote pawantute vatusa pamangalang kantusa bade watasa patamano pawe nasada sote pawantute vatusa pamangalang kantusa bade watam sapasangkano pawe nasada sote. Và hoàn tu tề tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu chỉ đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thải siết tây gia chana ra ta siết tam ma tu siết tam ma tu siết tam ma tu đăng pha lăng etasmin Ratanatayasmin sambasadanache etaso. Cầu xin cho quả của tam tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa tu lành thai ya ni tha phu ta ni sama ka ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta lik khe ta ra ga tăng đê và ma nô sư vô chi tăng bút thăng nam ma sa na sư qua tiền hộ tu gia ni thập phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni hoa gia ni va an ta lịch khe ta tha ga tăng đê và ma nô sư vô chi tăng tham ăn nam ma sa na sư qua tiền hộ tu gia ni thập phụ ta ni sa ma ga ta ni phụm ma ni hoa gia ni va an ta lịch khe ta tha ga tăng đê và ma nô sư vô chi tăng sang khăn nam ma sa nó sư quá thiên hồ tu hạng phu tá nào là chữ thiên hư trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên hư trên hư không mà định hồi hộp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu,
Hòa thượng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lời. Hàng phu tá nào là chữ thiên hư trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên hư trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lời. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các mật thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ. Nhân quả phước mà chúng con đã học di diệu pháp hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phàm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong sơn Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang. Chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong sơn Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh nhà Huynh Kinh. Và tất cả chư thiên ngự chung quanh nơi đây, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân nibbana sabbat cha yo hồ túc, ý đăng quân nhân nibbana sabbat cha yo hồ túc, ý đăng quân nhân nibbana sabbat cha yo hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cho chúng con được học di diệu pháp, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước này đến với quý ngài, cầu mong quý ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện.